faking it. Georgia escorted her last client of the day to the door, glad that the day was ending on a positive note. Her usual clients came to her hoping to make contact with a loved one who had passed. Hoping she would take away their grief, tell them their loved one was happy or at peace. Often hoping they had been forgiven for some past actions they now regret. Tonight's client was looking for hope on a new path for her life. She was recently divorced and just wanted reassurance she could find happiness again, which Georgia was able to give her. What her clients didn't know, was that Georgia was a fake. She wasn't actually able to reach out to anyone's deceased loved ones. She couldn't see the future. But she was good at reading people. Sensing what they needed to hear. Being able to give them that, with them believing that she was in fact speaking to their loved ones. Some would consider her a fraud. Say that she was cheating her clients, stealing their money. Georgia didn't see it that way. She gave her clients what they were looking for. Sometimes she told them what they wanted to hear. Others she told what they needed to hear, even when they didn't want to hear it. She provided a service and was paid for it. Georgia watched from the door, making sure her client made it to her car as it was late. She closed and locked her door, then spent a few minutes tidying her workspace for the next day before heading back to her living space. She kept her workspace decorated to what she thought her client would expect of a psychic, but it wasn't her style. She felt a sense of calm wash over her when she stepped through the door that led to her home. It was bright but soothing. Filled with green plants against white and pink walls. It was here she could truly relax. She made dinner, then settled into her favorite chair to read her current book until she was tired enough for bed. Georgia didn't keep regular hours due to the nature of her job and rarely set an alarm, so she bolted upright the next morning when a loud alarm went off. "What is going on?" she said aloud to herself. "It's about time you woke up, G," said an unknown voice. Georgia jumped, looking around the room, not seeing anyone. She sat in silence for a minute, still occasionally looking around the room. Her heart was racing, but she was too afraid of what she'd find to actually get up to investigate. After hearing no more voices or movement in a few minutes, she shook her head. "You're losing it, girl," she said. "You aren't crazy. I'm here. You just can't see me," said the voice again. This time Georgia shrieked and jumped out of bed. "Who's there?" she yelled. "Calm down, I'm not here to hurt you." Georgia started looking through the room. Behind the doors, under the bed, moving the curtains. Finding no one in her room. "You won't find me. I don't have corporeal body. You could say I'm just in your head." "Who are you?" Georgia asked. "I'm your spirit guide. Well, one of them at least. I've been selected to help you learn your new gift." "My gift?" Georgia responded. She was still looking around the room in confusion, expecting to see someone come forward. "You want to be a psychic, right? It's what you claim to be. Well, I'm here to help you navigate that. But, I'm not actually a psychic. I just read people." The voice laughed. "Not anymore, honey. Welcome to the new phase of your life. Now go get dressed. We need to go to the store." Georgia was silent in shock. She shook her head again and just headed to the shower, hoping she could shower away whatever dream she must still be having. Luckily, the voice stopped while she showered and got dressed. By the end, she had fully convinced herself she must have woken up mid-dream. She'd never had a dream keep going before, though, so that was new. But it was a much more reasonable explanation of what happened. She glanced at the clock and realized she was up and ready a good 2 hours earlier than she planned. "Okay, what should I do with this extra time?" she said aloud, but to herself. "I told you W." Giả vờ nó dóc ra hộ tống khách hàng cuối cùng của cô trong ngày đến cửa, vui mừng rằng ngày đã kết thúc trên một lưu ý tích cực. Những khách hàng thông thường của cô đến với cô hy vọng sẽ tiếp xúc với một người thân yêu đã qua đời. Hy vọng cô ấy sẽ lấy đi nỗi đau của họ, nói với họ người thân yêu của họ đã hạnh phúc hoặc hòa bình. Thường hy vọng họ đã được tha thứ cho một số hành động trong quá khứ họ bây giờ hối hận. Khách hàng tối nay đang tìm hy vọng trên một con đường mới cho cuộc sống của cô ấy. Gần đây cô đã ly dị và chỉ muốn đảm bảo rằng cô có thể tìm thấy hạnh phúc một lần nữa, điều mà Georgia đã có thể cho cô. Điều mà khách hàng của cô ấy không biết đó là Georgia là một kẻ giả mạo. Cô ấy không thực sự có thể tiếp cận với những người thân yêu đã qua đời của bất cứ ai. Cô ấy không thể nhìn thấy tương lai.
Nhưng cô ấy rất giỏi đọc mọi người, cảm nhận những gì họ cần nghe, có thể cho họ điều đó, với họ tin rằng cô ấy thực sự đang nói chuyện với những người thân yêu của họ. Một số người coi cô ta là một gian lận, nói rằng cô ta lừa dối khách hàng của mình ăn cắp tiền của họ. Georgia không nhìn như vậy, cô ấy đưa cho khách hàng những gì họ đang tìm kiếm. Đôi khi cô ấy nói với họ những gì họ muốn nghe. Những người khác cô ấy nói những gì họ cần nghe, ngay cả khi họ không muốn nghe. Cô cung cấp một dịch vụ và được trả tiền cho nó. Georgia nhìn từ cửa để chắc chắn rằng khách hàng của cô đã đến được xe của cô vì đã muộn. Cô đóng cửa lại và khóa cửa, sau đó dành vài phút dọn dẹp không gian làm việc của mình cho ngày hôm sau trước khi quay trở lại không gian sống của mình. Cô giữ không gian làm việc của mình được trang trí theo những gì cô nghĩ rằng khách hàng của cô sẽ mong đợi của một nhà ngoại cảm, nhưng đó không phải là phong cách của cô. Cô cảm thấy một cảm giác bình tĩnh rửa mặt trên mình khi cô bước qua cánh cửa dẫn đến nhà cô. Đó là sáng nhưng nhẹ nhàng, đầy cây xanh chống lại những bức tường trắng và hồng. Đó là ở đây cô ấy thực sự có thể thư giãn. Cô làm bữa tối, sau đó định cư vào chiếc ghế yêu thích của mình để đọc cuốn sách hiện tại của mình cho đến khi cô đủ mệt mỏi để đi ngủ. Georgia không giữ giờ bình thường do tính chất công việc của cô và hiếm khi đặt báo động nên cô bắt viết thẳng vào sáng hôm sau khi một báo động lớn tắt. Chuyện gì đang xảy ra vậy, cô ấy nói to với chính mình. Đã đến lúc bạn tỉnh dậy gờ, một giọng nói không rõ. Georgia nhảy xuống, nhìn quanh phòng, không thấy ai cả. Cô ngồi im lặng trong một phút, vẫn thỉnh thoảng nhìn quanh phòng. Tim cô ấy đang chạy đua nhưng cô ấy quá sợ những gì cô tìm thấy để thực sự đứng dậy để điều tra. Sau khi không nghe thấy tiếng nói hay chuyển động trong vài phút nữa, cô lắc đầu. Bạn đang mất nó cô gái, cô ấy nói. Anh không điên đâu, tôi ở đây, bạn chỉ không thể nhìn thấy tôi, giọng nói một lần nữa. Lần này Georgia hét lên và nhảy ra khỏi giường. Ai ở đó, cô ấy hét lên, bình tĩnh, tôi không ở đây để làm tổn thương cô. Georgia bắt đầu nhìn qua căn phòng, đằng sau cửa ra vào, dưới giường, di chuyển màn cửa. Không tìm thấy ai trong phòng, anh sẽ không tìm thấy tôi đâu, tôi không có thân xác, bạn có thể nói rằng tôi chỉ trong đầu của bạn. Anh là ai? Georgia hỏi, tôi là người hướng dẫn tinh thần của anh, à ít nhất là một trong số họ, tôi đã được chọn để giúp bạn học được món quà mới của mình. Món quà của tôi, Georgia đã trả lời, cô vẫn đang nhìn quanh căn phòng trong bối rối, mong muốn thấy ai đó đứng ra phía trước. Bạn muốn trở thành một nhà tâm linh phải không? Đó là những gì anh tự nhận. Vâng, tôi ở đây để giúp bạn điều hướng điều đó. Nhưng tôi không thực sự là một nhà tâm linh, tôi chỉ đọc mọi người thôi. Giọng nói cười, không còn mật ong chào mừng bạn đến với giai đoạn mới của cuộc sống của bạn bây giờ, đi mặc quần áo đi. Chúng ta cần phải đi đến cửa hàng. Georgia im lặng trong sốc, cô ấy lắc đầu lần nữa và chỉ đi đến phòng tắm, hy vọng cô có thể tắm đi bất cứ giấc mơ mà cô vẫn đang có. May mắn thay, giọng nói dừng lại trong khi cô tắm và mặc quần áo. Cuối cùng, cô ấy đã hoàn toàn thuyết phục bản thân cô ấy đã thức dậy giữa giấc mơ. Cô ấy chưa bao giờ có một giấc mơ tiếp tục diễn ra trước đây mặc dù đó là điều mới mẻ. Nhưng đó là một lời giải thích hợp lý hơn nhiều về những gì đã xảy ra. Cô liếc nhìn đồng hồ và nhận ra mình đã thức dậy và sẵn sàng một tốt 2 tiếng đồng hồ sớm hơn kế hoạch của cô. Ok, tôi nên làm gì với hiệp phụ này, cô ấy nói to, nhưng với chính mình. Tôi đã nói.